Vâng, chị ơi, em giao hàng rồi ạ. Vâng, em ở dưới ngay trên tòa nhà ấy rồi chị. Vâng, 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 chị đúng luôn ạ. Dạ, dạ, dạ. Cậu có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Trễ 10 phút của tôi rồi đấy. Dạ vâng, chị thông cảm cho em, đường tắc quá chị ạ. Đường tắc hay là tắc đường ấy thì đó là việc của cậu. Còn nhiệm vụ của cậu ấy là phải giao hàng đúng giờ cho tôi. Em biết vậy, em xin lỗi chị. Thì cô chị thông cảm bỏ qua cho em lần này. Thông cảm cho cậu ấy, vậy thì ai thông cảm cho tôi đây? Em biết nhưng mà chị ơi, em có... Công việc của tôi ấy là phó phòng. Cậu có biết 1 phút ấy tôi kiếm ra được bao nhiêu tiền không? Cậu chậm 10 phút của tôi có nghĩa là cậu đang làm mất rất nhiều tiền của tôi rồi đấy. Mà cũng phải thôi, cái loại shipper quèn như cậu ấy, học thức thì thiếu thốn, thì làm sao mà hiểu được. Vâng, thì em xin lỗi chị. Thì thôi chị thông cảm, chị nhận giúp đồ em vậy ạ. Gà nguội hết rồi, thôi cậu cầm về đi. Ô chị ơi, chị nhận giúp em vậy ạ. Tiền công cả ngày của em cũng đủ tiền mua một con gà đó chị ạ. Ủa ơi, mùi gì mà kinh thế. Thôi cậu đứng tránh xa thôi ra. Thế tiền 10 phút ý, mà tôi phải chờ cậu thì ai bồi thường cho tôi đây? Ai bồi thường cho tôi đây? Riêng cậu ấy, hôm nay tôi cho cậu 1 sao. Ô chị ơi, chị... Sáng ra không biết ăn phải cái gì mà gặp phải loại shipper hãm. Chị ơi, tôi chị thông cảm giúp em. Chị không nhận đồ giúp em cũng được, nhưng mà chị đừng đánh 1 sao của em. Chị làm như thế thì em mất việc mất. Thế không muốn bị đánh giá là 1 sao hả? Vậy cậu bồi thường cho tôi đi. Vâng, thế chị muốn bồi thường như nào ạ? Tiền con gà này cậu phải chịu 1/2, coi như là phí bồi thường. Sao? Không chịu hả? Hay là bây giờ muốn bị 1 sao rồi cầm đồ về nhà? Thôi, em chịu thiệt. Biết điều như vậy có phải tốt hay không? Tiền ship hết bao nhiêu? Tiền ship thì hết 29.000 ạ. Còn con gà này thì ai chăm? 1/2 là 100 ạ. Chị đợi em tiện. Chị ơi, em không có 1.000 chị ạ. Chị cho em xin. Ui giời ơi, biến đi, bắt được đồ rẻ rách. Chú em hôm nay có chuyện gì mà bực tức thế? Không có gì đâu chị ạ. Uầy, gà ngon đấy chị. Chuyện chị chú em hôm nay mua được con gà giá hơi bị hời đấy. Giá hời? Con này giờ mua cũng phải 200-300 đấy chứ ít đâu chị. Nhưng mà đối với chị nó chỉ còn có giá là 100.000 mà thôi. 100? Chị mua kiểu gì đấy? Phải đây. Đúng là chị làm khác. Chuyện chú phải theo chị học dài dài. Cho em ăn với nào. Thơm thế. Ơi, tao nghe. Ừ, để tao về ngay. À, con tao ngoan không mày? À, ừ, thế tao về luôn nhá. Cái gì nhỉ? Ui, 10 cốc trà sữa rồi à? Thôi nhận nốt cuốc thì về. Alo à? Chị ơi, chị đặt trà sữa đúng không ạ? À vâng, vâng. Em đến bây giờ ạ. Vâng. Ôi giời ơi, thì ra là mày à? Ôi anh ơi, anh có sao không ạ? Anh
làm sao không anh? Bỏ cái tay ra. Chỗ nhà cô đỗ đây đi ạ. Em xin lỗi anh, anh không sao là tốt rồi ạ. Em vừa mới có cuốc, quên xin phép ạ. Từ đã. Dạ. Thế bây giờ xe tôi trước hơn ai đèn hả? Nhưng mà anh đâm vào tôi mà. Cô đỗ ở đây là cô đi đỗ sai cả pháp luật hiểu không? Cô tóm lại là có đèn không? Rõ ràng là anh cô đi sai mà. Có đèn không? Anh đâm vào tôi mà. Cô đỗ ở đây là cô sai hiểu không? Đúng rồi, tôi thấy anh đi sai đấy. Đỗ sai là còn to hơn tiếng. Đi đấy. Nhớ mặt phố mày đấy. Em có làm sao không? Dạ em không sao, em cảm ơn anh ạ. Thôi em xin phép ạ. Đúng là ông trời có mắt. Chị ạ, thằng em chị suốt từ hôm qua giờ cau cáu chỉ vì con shipper vô văn hóa này đấy. À, hóa ra là cái con này làm cho em chị cau có suốt từ tối hôm qua tới giờ đấy à. Này cái con shipper kia, chị là chị hơi bị dị ứng với dăm ba cái loại shipper như mày rồi đấy nhá. Vừa nghèo hèn, hôi hám, bẩn thỉu. Lại còn vô văn hóa nữa chứ. Đồ của cô hôm nay tôi không nhận, cô làm gì thì làm. Cô em shipper của tôi nghe thấy gì chưa? Đồ của cô hôm nay ấy, anh với chị đây không nhận. Uống đồ của cô ấy, chắc tháo công mấy ngày. Chị ơi, em làm nhiệm vụ giao hàng đến đây cho chị như thế này, bây giờ chị nghe thằng kia chị không nhận là sao ạ? Mày có ai thằng ấy? Thôi em ơi, chị ngửi thấy cái mùi nghèo hèn và vô văn hóa nó lan tỏa ở đâu đây gì đấy. Chị sắp ngạt mũi rồi đây này. Đã vô văn hóa là còn bẩn thỉu, uống đồ của mày ấy chắc tao ung thư chết. Này, hai người có ăn có học mà hai người nói chuyện như thế à? Mày là ai mà mày đòi so sánh với chị tao? Mày biết đây là ai không? Đây là trưởng phòng nhân sự tương lai của công ty Mifan đấy. Thôi em ơi, nó có chữ đâu mà biết trưởng phòng là cái gì nào. Loại người như nó ấy, suốt đời chỉ lang thang ngoài đường mà thôi. Đàn bà mà đi làm cái nghề này ấy, gặp anh nào hứng lên thì... Đồ của cô ấy, tôi không nhận đâu. Cô làm gì thì làm. Chị ơi, chị nhận giúp em với ạ. Chạy Grab trả được bằng bao nhiêu, bao chị hủy như thế này thì tội em quá. Hay là... Thôi chị ạ, em vẫn tức cái chuyện ngày hôm qua đấy. Chúng ta đi. Chị ơi, chị nhận giúp em với ạ. Dù chị đây không nhận hàng, nhưng chị vẫn thương tình đánh giá cho cô em 1 sao. Kẻo để không sao, tội nghiệp. Đây là cái giá mà mày phải trả nhá. Thưa toàn thể anh chị em, ngày hôm nay tôi triệu tập cuộc họp gấp này là có một lý do rất là quan trọng. Do trưởng phòng quản lý nhân sự của công ty chúng ta đã gặp vấn đề sức khỏe, đã xin nghỉ và tôi cũng đã phê duyệt. Chính vì vậy, hiện tại công ty chúng ta đang cần một người quản lý nhân sự mới. Chúc mừng chị nhé. Trong quá trình làm việc, tôi cũng đã xem xét và đánh giá. Chú thử nhìn xem về thái độ, năng lực có ai hơn chị cũng như trình độ của các nhân sự trong công ty. Và tôi cũng đã có quyết định của mình. Em. Dạ vâng thưa sếp. Em mời chị. Xin trân trọng giới thiệu với tất cả quý vị, đây là Hồng Anh, người đã tốt nghiệp loại giỏi ngành quản trị nhân sự, có 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý nhân sự và đặc biệt đã từng quản lý một chuỗi cửa hàng quần áo kinh doanh thời trang rất thành công. Chính vì vậy, tôi rất là tin tưởng giao chức vụ trưởng phòng quản lý nhân sự mới của công ty cho Hồng Anh. Và mọi người dành một tràng pháo tay. Xin chào mọi người, tôi là Hồng Anh. Ngày hôm nay tôi có mặt ở đây để đảm nhận chức vụ trưởng phòng nhân sự của công ty Mifan. Rất vui khi được làm việc chung với cả mọi người và mong mọi người cùng ủng hộ và giúp đỡ để tôi có thể hoàn thành trách nhiệm của mình. Thì ra anh bằng kia là nhân viên của anh à?
Anh cũng không ngờ hai nhân viên đắc lực của anh lại có những cái cư xử như vậy. Anh cũng thất vọng. Mỗi người mỗi tính mà anh. Mà cũng phải đến 5 năm rồi đấy nhỉ. Em cũng không khác xưa nhiều lắm. Có điều rằng anh thấy em vất vả hơn. Thế cái chuỗi shop của em đâu rồi? Sao bây giờ đi làm Grab này? Hai lần là hai lần mất trắng anh ạ. Em đi học thêm về quản trị kinh doanh. Thì bận học quá, thế là em giao lại cửa hàng cho người yêu. Thì khi mà học xong thì cửa hàng đấy không còn là của em nữa. Thời gian sau bố em về hưu, giao lại cho em công ty. Thế là em tuyển được nhân viên có tài nhưng lại không có đức. Thế là họ giúp hết vốn công ty phá sản. Em làm phá hết của bố em rồi anh ạ. Mà có bao nhiêu nghề em không làm, tại sao lại chọn làm Grab như này? Anh nghĩ với năng lực của em thì em cũng có thể làm được rất nhiều công việc khác cơ mà. Không phải là em không có việc đâu anh, mà em muốn dành chút thời gian để làm cái nghề này, tiếp xúc hơn với nhiều con người để biết được về lòng của họ hơn ấy. Hồng Anh này, hay là anh có một đề nghị như thế này. Hiện tại thì công ty của anh cũng đang thiếu một cái vị trí là trưởng phòng quản lý nhân sự. Mà em từ trước giờ cũng đã có kinh nghiệm. Hơn nữa anh nghĩ là với cái chuyên môn ngày xưa của em quản lý cái chuỗi cửa hàng, em về giúp anh thì anh nghĩ sẽ rất là ok. Bởi vì dù sao á, trước đây cái thời anh đi học, em cũng đã từng giúp được anh rất là nhiều. Anh nghĩ là bây giờ anh bán đáp lại một chút nó cũng ok mà. Thôi, về giúp anh nhé. Nếu không ai có ý kiến gì thì cuộc họp của chúng ta nên là kết thúc. Mọi việc nhân sự ở đây, anh giao toàn quyền cho em. Em cảm ơn anh. Cố lên. Em chúc mừng chị. Ngay từ đầu bọn em gặp chị là đã biết mình là người có tài rồi chị ạ. Anh chị cứ ngồi xuống, tôi có chuyện muốn nói. Thôi hai người không phải diễn nữa. Hai người như thế nào ấy, tôi hiểu mà. Phương châm tuyển người của tôi ấy là phải vừa có tài và đặc biệt là phải có đức. Tài chưa giỏi thì có thể học hỏi, đức chưa có ấy thì thôi coi như vứt. Thôi hai người từ ngày mai trở đi, hai người không cần phải đến công ty làm việc nữa. Chị cho bọn em giải thích một chút được không ạ? Xin lỗi, thời gian thì tôi có, nhưng một phút với hai người thì tôi không có. Chị ơi, chị cho bọn em xin một ít nữa. Hai người không phải nói thêm nữa. Chị bảo vệ ơi, mời hai chị ra ngoài với tôi đấy. Chị ơi, đấy mày thấy chưa, tất cả tại mày đấy. Tại bài nếu mày không vẽ ra chuyện, mày không kể chuyện của con ship đấy, sao mà tôi biết được mà tao mù hả? Hả, ai bảo bà rủ tôi đấy? Bây giờ mày sáng ra chưa, đi đổi việc rồi đấy. Mời hai chị ra ngoài. Thank you.